Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Những Ngọc Thần Vàng, trò chơi được dựa theo format của chương trình Deal or No Deal của Hà Lan, đi tìm ẩn số và những ẩn số vàng. Tại đây, các bạn sẽ được chứng kiến những cuộc chơi của sự tính toán, cùng với những diễn biến đầy gay cấn, bất ngờ và thậm chí là tràn đầy cung bậc cảm xúc của các người chơi để giành được phần thưởng cao nhất lên đến trị giá 1 triệu đồng Miraculous. Liệu ai sẽ là chủ nhân của những giải thưởng này? Kính mời quý vị và tất cả các bạn hãy cùng đón xem chương trình Những Ngọc Thần Vàng được phát sóng vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần, bắt đầu từ ngày 5 tháng 1 năm 2022 trên kênh VI Channel.